chuyên mục nguyên hàm hữu tỷ phần thứ hai nha chúng ta đến với loại thứ hai mẫu có hai nghiệm này mẫu có hai nghiệm nguyên hàm của một đến x trừ a nhân x trừ b đây là dạng kiểu nguyên hàm của mẫu có hai nghiệm ví dụ như nguyên hàm của 1 đến x nhân x cộng một đấy mẫu có hai nghiệm chưa thì nhận dạng nha đâu gì nó nhận dạng này thì phương pháp ở đây của chúng ta đã tách nó ra tách thành hai phân số a đến x trừ a cộng b đến x trừ b x trừ a là cùng này x trừ b là cùng này đó thì nhiệm vụ của chúng ta là tách ra a trên x cộng với b trên x cộng một đây được chưa x này b trên x cộng một tách ra thành hai phân số được chưa và nhiệm vụ của em là phải tìm ra a và b bằng bao nhiêu trong đó a và b là các con số nha được chưa cả cái hệ số thì cách để tìm a và b thay bay cho các bạn một cái mèo làm như sau nha đó là các bạn sẽ cho cái mẫu này bằng không này cho cái mẫu này bằng không thì bạn sẽ được tìm được x bằng không và x bằng trừ một chưa tìm được không rất là dễ tìm đúng không Oh, okay.